chào cả nhà. Ngày hôm nay thì tại Lý Hải Studio, phim trường Lý Hải thì sẽ có một lớp học rất là đặc biệt, đó là chính là lớp học tiếng Cờ Ho. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thầy giáo dạy tiếng Cờ Ho đó nha. Mọi người cùng tham gia với mình nha. 轻抚。